Bà con thì muốn làm nhà thích phòng khách rất rộng. Đấy. Thậm chí là thích là làm bốn bức tường quay vào rồi là phòng ngủ sau này tự lấy lido mọi thứ ngăn, không thích làm phòng ngủ đâu. Làm vào là không biết là mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà nhiều người là không thích. Chào Khâm mến chào cô bác, chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác thân mến, tiếp tục quay trở lại nhà A Báo mọi người. Hôm qua anh Báo đã phát hết cái mảnh nương này rồi. Đấy, có những cái đống khô là tranh thủ đốt đi rồi. Mình nó trời mưa cái là đất mềm cái và các cái bãi cỏ mình đốt đi nó mềm lại thành phân luôn. Ở cái nền nhà trước mình san ra bây giờ mới nhìn rõ ra là nó tôn lên rất là cao này mọi người. Chắc phải tiêu luôn hơn 1 mét nữa. Chào mấy anh em nhá. Hôm nay là từ cái chỗ mình làm giàn tường lên là anh em xây được 4 hàng gạch. Chị phụ à? Đúng rồi, làm cái bình nước vào đây uống cho đỡ khát. Gạch cho hết vào trong rồi anh Mỹ. Bê hết gạch vào trong như này. Báo làm gì ở đây? Báo. Chào anh Báo nhá. À, có một thêm bác thợ mới. Chào các ông các bà các bác. Anh Báo xin chào các ông các bà các bác. Anh các cô tất cả mọi người. Xin chúc các ông các bà các bác tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Xin cảm ơn rất là nhiều. Ok. Chào tí cho nó ghi thế. Ý chị lên trên là tại cái không thổ thôi mà. Đồ. Lênh tô cửa sổ. Ý chị lên chi? Con thôn đã là tên này. Đợt này 2 cái cửa sổ sau đều phải đổ hết. Hả? Cho khó đam. Ok. Đa mấy là bé chờ. Sao bé chờ? Ở chỗ bé chờ. Chỗ bé chờ rồi bà. Bé chờ chi rồi. Bé chờ chi. Ông chờ tồn tại tiếp bao? Chờ nhiều chi này. Chi này. Ông bố chỉ. Chờ bé chỉ mà. Bao nhiêu phân? 45 phân. 45 phân đổ nữa phải ra được khoảng 47. Ra được 47 phân. Đấy cũng rộng. Chú mấy xuống hôm qua? Chiều hôm qua rồi. À, nhà ở đâu? Nhưng mà lâu xa đây rồi là. À, cùng quê với A Mỹ à? Lâu xa đây đã là. À, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay trẻ lắm mà. Chưa có người yêu. Chưa có người yêu. Mức chỉ có 2-3 vợ thôi đúng không? Đâu. Còn chưa biết yêu đấy. À, chưa biết yêu. Thì bố mẹ đã bắt lấy vợ rồi. Đâu, bắt đâu. Bây giờ có một thân thôi. Chú này vui tính đấy nhỉ? Thôi chú nào vui tính thì cháu mới dám trêu thôi, chứ chú nào không vui tính còn lâu cháu mới dám trêu. Khổ quá mẹ. Ừ. Hỏi cả cái xã mình chạy không có bà món nào. Ừ. Không có bà nào. Không có bà nào yêu mình à? Đẹp trai thế này mà không có bà nào yêu. Ồ. Hả? Dâu riêng nhiều quá thì mình cạo đi. Tính mình khó tính, không ấy đâu, không yêu đâu. Khó tính. Mình ai bảo mình khó tính. Chú này vui tính đấy. Ở đó là pin đấy. Nhưng mà chú bao nhiêu tuổi? À, bí thư à? Đấy, thằng nào nói chuyện vui tính thế. Như thế thì mới gần dân được. Chú là
này cũng là giáo viên mà. À, trước chú là giáo viên. Vâng. Nhưng sao lại bỏ, sao lại nghỉ giáo viên? Chuyên môn yếu thì nghỉ. Chính ra như chú đi làm giáo viên vào xóm thì dạy học sinh mới hiểu được. Nhưng mà bởi vì là nơi này, ở trong xóm kia là không vận động học sinh không đến đủ, xong là cuối giữa học kỳ với lại cuối học kỳ người ta đánh giá chất lượng học sinh ấy. À, mình vận động học sinh đến nó không đến đúng không? Thế nó không đến nên cuối cùng nó đánh giá chất lượng học sinh lên lớp ấy. Vâng. Thế là không đạt, rồi sổ sách cũng thiếu, đầy đủ người ta cũng đánh giá là yếu. À. Thế là chịu thôi. Khó nhỉ? Bây giờ nói thật là khổ là do tất cả các bé từ ngay ban đầu bé là không chịu đi học rồi. Hôm qua cháu mới nói cho đi học, hỗ trợ đi học, động viên đi học nhưng mà vẫn không đi học thì sau này khổ thì biết trách ai. Hôm nay có thêm chú tên là gì nhỉ? Chú tên là gì nhỉ? Vâng. Cháu tên là Khâm nhá. Khâm à? Khâm không phải Khâm à? Đâu. Ừ. Khâm là hỏng đấy. Khâm thôi. Không biết, không nhớ thì. À, hôm nay có thêm chú về thì chắc công việc là sẽ được nhanh hơn rồi. Mì vừa là. Hôm kia qua đây xong rồi mì vừa là, anh mì vừa là thôi. Xem anh xây được cái anh về xây hộ không có người. À. Thế chú là có đi hay... làm được bao nhiêu lâu rồi? Làm cái gì? Xây ấy. Xây á? Ừ. Chú đi làm theo thường mà. À, gọi chung là cũng được mấy năm rồi từ khi mà bỏ nghề. Ủa, nghỉ bỏ nghề. Xong là chú theo thường đi làm. Và thế là chứng tỏ chú đi học cao đẳng đại học về chứ? Không, chú thiếu cao đẳng này. À, cao đẳng à? Trung cấp rồi. Trung cấp à? Ừ. Thế là hơn tất cả mấy anh em ở đây nhé. Lên nhìn tổng thể từ trên cao mọi người. Anh em mình cũng có những cái góc quay từ trên cao, tuy nhiên là cũng muốn làm sao lên thực tế như thế này để ngó tận mắt. Báo đâu rồi? À. Đâu, em lại cái ô thoáng hôm qua góp ý với nhau làm như này. Như này thôi nhỉ. Bây giờ là cứ làm như thế thôi anh Mỹ thôi. Vâng. Nhà sau mà có thì cứ làm như thế đi. Đấy, hôm qua em thấy anh làm nó chênh vênh quá. Một cái cục rất là nhỏ ở đây, xong là anh lại đi nối từng tí một. Thế mình lần sau mình cứ làm như này nhé. Vâng. Đấy, cắt khoảng đậu cái viên gạch này chắc cắt ra 3 phần thì cắt ra 1 phần. Để là 2 phần. Vâng. Dễ cho anh em làm hơn. Ôi, vướng à. Lên ngó một tí thôi. Nên của anh em một tí thôi chứ. Thì nó vướng anh em làm. Thế là hôm nay có hai thợ là xính luôn. À, xính này phụ. Gạch cho hết vào trong nhà. Tấn này thừa lại bê ra. Duy nhất vào hơn nhau là đắp thừa phải nhất ra đấy. Tâm không hiểu sao là ngủ dậy mọi người ạ. Đau hết một cái bên gáy bên này.
nhức hết. Nhưng phải dán cao vào cho nó dịu đi một tí. Chú Xính, cái nhà này cháu thiết kế thế này có được không? Được rồi. Nhưng mà không giống nhà người Mông nhỉ? Được. Bà con thì muốn làm nhà thích phòng khách rất rộng. Đấy. Thậm chí là thích là làm 4 bức tường quay vào rồi là phòng ngủ sau này tự lấy lido mọi thứ ngăn, không thích làm phòng ngủ đâu. Làm vào là không biết là mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà nhiều người là không thích. Bây giờ theo nghĩ là phòng ngủ nhiều thế này mới đẹp được. Nếu không làm phòng ngủ thế này có khách đến thì mình bao nhiêu cái giường trong nhà cũng thấy hết. Trên thực tế là mình cũng phải thay đổi đi. Bây giờ phòng có phòng ngủ riêng tư hơn chứ. Vợ chồng vào đóng cửa vào ngủ. Đấy. Kể cả là đi uống rượu về đúng không chú Xính? Say rượu bây giờ thì vào phòng đóng cửa vào ngủ không ai biết nhỉ? Đấy. Bây giờ khách vào không có phòng ngủ ngủ đấy. Say rượu xấu hổ lắm nhỉ? Vâng. Toàn là đi chợ, đi phiên chợ, ra phiên chợ toàn uống rượu, dục uống rượu sau là say nạp ở giường dầu đường ấy. À, cái đấy bây giờ vẫn có. Đó, bây giờ hạn chế rồi. Bây giờ vẫn có nhưng mà nó ít. Bây giờ hạn chế rồi. Ồ, nhưng mà như ngày xưa ngày chủ nhật là đi là khắp đường về là cứ một đoạn là thấy ông, một ông ngủ nhà. Có mấy ông ấy. Cứ đi một đoạn là có một ông ngủ, vợ nằm đợi, vợ ngồi đợi. Đấy. Nắng mưa là vợ che ô đợi đến khi chồng tỉnh. Nhưng mà ở Mèo Vạc mới có nhiều. Nhưng mà lý do gì mà các chị em này lại mọi người cam chịu thế nhỉ chú nhỉ? Dù chồng có say đến mấy nhưng mà không dám mắng. Đấy. Nằm che ô đợi nếu mà mưa, nếu mà nắng. Đã vợ chồng thì phải thương nhau rồi chờ thôi biết lắm rồi. Ô, nhưng bây giờ cháu ra ngoài cháu uống rượu say thế nằm ở đường vợ cháu là không lợi như thế đâu quá. Biết rồi. Ừ. Vừa nằm ngủ ở đường thế này, vợ nó bảo này là xấu hổ quá. Chú các ông bà đó, bây giờ cái lớp trẻ bây giờ nó không ấy đâu. À, lớp trẻ bây giờ nó không đợi nữa à? Còn lâu. Thế hôm nào anh mì thử xem. Vợ anh ấy, nếu như anh uống thế này, còn lâu ấy đón nha. Hôm nào anh mì thử đi. Bây giờ thử, đi chợ. Đấy. Bây giờ trẻ là nó cũng thay đổi rồi nhỉ. Nó không cam chịu như ngày xưa các bà nữa nhỉ. Các bà ngày xưa là đợi đến chồng tỉnh. Các bà, các ông bà thì đều là mù chữ hết, không có biết gì đâu. Vâng. Như vợ chú có đợi không? Không. Không đợi. Vợ chú thì cả đời không bao giờ đợi. Cả đời không bao giờ đợi. Không. Đã uống rượu rồi thôi. Nó nói một câu là đi chưa, thế là từ từ đó cho đi bạn nói chuyện đi. Thế là đi còn luôn. Thế thì tí anh khác về sau. Ấy xà. Thế say thì ai che ô cho nghỉ chứ, à, đúng không? Không phải che nữa đâu. Mình khác về đúng không? Mình khác về. Mà tú thật là bây giờ ở như anh Mỹ nói, ở bên mạn Đồng Văn, Mèo Vạc ấy. Nhiều nhất là Mèo Vạc thì. Ừ. Nhiều nhất, đa số vẫn là ở bên Mèo Vạc nhỉ? Là tất cả phụ nữ vẫn uống hết. Phụ nữ cũng uống đúng không? Vâng. Nhưng mà chưa thấy rằng là phụ nữ nằm ngoài đường để chồng ở bên cạnh đợi nhỉ? Ôi, cả một đôi vợ chồng ngủ ngoài đường luôn. Cả một đôi ngủ luôn thì được đúng không? Vâng. Ây da. Bây giờ nổi tiếng nhất là ở Mèo Vạc thôi. Ừ. Lũng Cú nữa. Lũng Cú. Lũng Cú thì nghe ít, người Mèo Vạc nó vui quá nhỉ. Nhưng mà bây giờ là cái hình ảnh nằm ở ngoài đường như thế nó xấu. Công nhận anh chú Xính. Bây giờ khách du lịch lên Tây ta nhiều lắm. Ngày xưa có khách đâu. Ngày xưa có khách du lịch mấy đâu. Bây giờ lên thì thú thật là
Bà con trên này thì có cái truyền thống là đi chợ phiên là phải uống rượu say. Mà đi thường thường là đi bộ mọi người ạ. Đi bộ thì ngày xưa đi ngựa hoặc là đi bộ về ấy, thì mệt đến đâu thì nghỉ ở đó thôi. Mệt quá thì nghỉ, trên thực tế là cũng không phải là say. Mệt quá thì nằm bên đường ngủ. Nhưng bây giờ thì rất là nhiều. Một ngày thì có bao nhiêu trăm nghìn khách du lịch đi qua là mọi người lại quay phim chụp ảnh ghi hình. Có người thì nói này nói kia lên bà con mình là nó thật, trên thực tế là nó cũng là hình ảnh không tốt, hình ảnh gọi là không đẹp đấy. Đấy, nên là bà con cũng phải hạn chế thôi. Thứ nhất là vì sức khỏe mình đã nằm thế, chẳng may mà nắng hay là mưa hay là như nào là cảm là bệnh, là ốm, đúng không chú Xính? Đúng rồi. Ừ. Có một ông ở trên thủ khoa này này. Đi chợ Yên Ninh xong là uống rượu xong là nó chết rồi. Thế? Chết rượu. Nó là liên quan đến sức khỏe mình đã, chưa nói đến là hình ảnh quê hương này nọ. Đầu tiên là mình đã. Mình mà xảy ra bệnh hệ gì thì lại khổ vợ khổ con thôi. Thế thì khi ông cái thờ ông chết kia là chắc là ông chết hơn 30 tuổi đó. Vâng. Con cái còn mấy thằng hai thằng con trai hay sao ấy. Vâng. Con gái thì chả biết là mấy đứa. Vâng. Xong là vợ là chết xong là mới tối mới xong mới đi bộ đi khênh ở dưới chợ. Vâng. Mình lên đây làm ma cho. Vâng. Thế mình khổ thân. Thế. Quá khổ ấy chứ. Nên thành ra là cái vấn đề rượu chè thì hạn chế lại. Uống nghỉ gọi là ngày Tết, ngày lễ, đám cưới, đám cỗ. Đúng không? Không có khách về nhà. Chứ còn để mà nếu mà ngồi rảnh thảnh thơi ra mấy ông với nhau uống rượu thì chả giải quyết được gì. Thế chú là có mấy cháu rồi? Chú á? Vâng. Quá chỉ tiêu rồi. Quá chỉ tiêu rồi à? Ừ. Bốn. Bốn cháu. Ừ. Nhưng mà các em chắc cũng lớn hết rồi đúng không? Gia đình hết rồi. À đấy. Bây giờ cái thờ chưa có hạch để trước. Vâng. Mấy hàng nữa thu đốc nhỉ anh mình nhỉ? Xem nào, hiện tại một hàng nữa. À, anh để lỗ luôn dây điện chưa? Để đó. Đấy, cái ống ấy là đạp vào đấy luôn. Hàng này hàng bao nhiêu này? À, có một chỗ anh Phong, anh bảo anh luồn cái chỗ ống to hơn. Đây là tất cả các ống bằng nhau hết đúng không? Vâng. Ở đây thì anh Phong cũng rất là quan tâm từ thiết kế các thứ về điện đóm rồi là đồ điện anh đều là tiếp tục là ủng hộ cho anh em mình mọi người nhé. Anh Mỹ đợt này có quà nhé, anh Phong bảo chưa? Bảo rồi. Một hộp quà chắc có lẽ là hiện tại đang trên đường di chuyển lên đây rồi. Khi nào nhận được thì anh em mình sẽ quay video. Thực ra là Khâm cũng bận quá mọi người ạ. Việc này việc kia, đôi lúc rằng là có những cuộc gọi, đôi khi là mình nhớ là sẽ gọi nhưng mà đang làm việc lại dở. Tối về tin nhắn cuộc gọi, các bác nhắn tin gọi điện cho Khâm.
nhiều khi lại về lại con nhỏ nữa, hai đứa con nữa, thế là quên trả lời mọi người, thì các cô các bác anh chị hết sức là thông cảm thôi. Ở đây cũng có những cái tin nhắn của anh Phong trên tinh thần là hỏi thăm anh em mình, nhưng mà nhiều lúc là còn quên trả lời thôi anh. Em báo cắt gạch à? Cắt ván làm gì? Để làm gì? À đúng rồi, chống cái bên linh tô này. Ở đây thì thưa với cô bác anh chị thì là các cái cánh cửa sổ của Khâm thì từ trước đến giờ Khâm làm cho các hoàn cảnh ấy, thì là Khâm đã lấy chung một kích thước rồi. Đấy, lấy chung một kích thước và mình cảm thấy như thế là đã phù hợp đối với lại cái ngôi nhà mà mình làm. Chính vậy mà nhà này đến nhà khác là Khâm cũng áp dụng một cái kích thước thôi. Nhà A Báo tuy là được rộng hơn các nhà khác một chút, nhưng so với nhà A Mỹ thì còn bé hơn nhà A Mỹ một tí. Thành ra thì là các cái kích thước cửa sổ, cửa chính, cửa phụ thì anh em mình vẫn để như vậy thôi. Vẫn biết rằng là nếu mà để cửa sổ mà to hơn, cửa chính mà rộng hơn một chút nữa thì nhà sẽ cảm giác rằng là sẽ được thông thoáng và đẹp hơn. Đó là một cái góc nhìn. Thế nhưng bây giờ là thưa mọi người rằng là để quá to, mọi thứ nới cơi nới ra, mọi thứ cơi nới ra quá to ấy, từ cửa sổ đến cửa chính, các cửa phòng, thì cái việc rằng là không tính toán so với tính đến cái chi phí mà làm cơ khí ấy, thì nó phát sinh hơn rất nhiều so với việc là mình làm tu nhiều lại. Thì cái vật liệu gạch các thứ, cát các thứ thì làm nó không đáng kể bao nhiêu mọi người ạ. Chính vậy mà những cái cửa sổ, những cái cửa chính mà anh em mình đặt cho đến ngày hôm nay thì là đã được áp dụng từ rất là nhiều nhà rồi. Và như thế, với cái tiêu chuẩn như thế thì nó cũng phù hợp. Đấy, phù hợp với bà con ở nông thôn và phù hợp với lại các cái khoản chi phí để mình làm sao cho nó cân đối nhất. Đấy, chính vì vậy mà nên là các cô, các bác, anh chị thông cảm khi mà các cô bác có ý cho Khâm rằng là nên làm cửa sổ cao hơn, to hơn, rộng hơn để cho nó thông thoáng hơn, rồi sau này là cơ khí về làm như thế thì nó đẹp hơn. Mọi người đóng góp cho với mục đích rằng là nhà sẽ đẹp hơn thôi. Tuy nhiên thì Khâm cũng phải cân đối lại, vừa đẹp làm sao là vừa hợp lý và vừa phù hợp với bà con ở nông thôn. Trên thực tế như bà con ở anh Báo này, mọi người không thích làm nhiều cửa đâu. Hai nữa là cửa sổ cũng không thích có. Đơn giản như cái nhà anh Phứ thôi, 4 bức tường xây kín mít mà. Xây kín mít mà để đúng một cái cửa chính, để đúng một cái cửa sổ rất là nhỏ. Cửa chính vào là còn phải cúi, bạn nào cao độ khoảng 1m72 trở lên là phải cúi vào rồi. Đấy, nên là ở đây thì là mình đã cố gắng làm sao làm cho nó một cái ngôi nhà làm sao là vừa tiên tiến so với lại thôn bản. Mà hai nữa là nó lại tiện nghi nhất có thể, phù hợp với lại cái giá thành làm nhất có thể mọi người ạ. Nên là mọi người hết sức là thông cảm cho Khâm đi, khi mà những gọi bí của các bác nhiều lắm, Khâm đọc hết nhưng mà Khâm có những cái mà Khâm không thể làm được theo đâu. Đấy.